Rồi, ok luôn em ạ. Chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Rồi, ok em ơi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình với nhà xe Giáp Diệp á. Lần trước tập 1 của mình là mình đi từ bến xe miền Tây và đi về Mỹ Tho đúng không ạ? Đi về tới Mỹ Tho đây đúng không? Rồi ok, tập 1 bến xe miền Tây đi Mỹ Tho đây mà. Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây và bây giờ mình sẽ đi về bến xe Cần Thơ, bến cuối cùng luôn anh em nha. Rồi chúng ta cũng đồng hành với cái nhà xe, là nhà xe rất là quen thuộc của chúng ta là nhà xe Giáp Diệp. Thì anh em nào mà chưa coi tập 1 thì mình đã ghim cái đường link ở dưới phần mô tả rồi. Anh em có thể vào đó anh em xem lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ấy anh em nha, tiếp tục hành trình với con xe Giáp Diệp này. Rồi bây giờ đi thôi anh em ạ, đóng cửa lại. À quên nữa, thật sự là lâu quá này không chạy chiếc xe này, xe khách cho nên là mình quên quậy rồi. Ây da, mình mới bị đạp trúng ấy anh em ạ. Mới bị trúng cái chân, đau quá đau. Rồi ok, mình đi điều chỉnh chỗ ngồi lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên đề máy lại. Rồi lên máy lại nha. Rồi lên. Rồi ok, đóng cửa anh em nha, đóng cửa lại luôn. Đóng cái nút nào ta, nút này thì phải. Rồi đóng cửa, đang đóng anh em ạ, đang đóng lại. Rồi ok, mình thả thắng tay. Rồi vô số lùi. Rồi bật cam lùi. Rồi đi anh em nha, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi về bến xe cuối cùng là Cần Thơ. Ok, tập 1 thì mình thấy anh em coi cũng khá là đông luôn anh em ạ, cho nên là hôm nay mình tiếp tục làm tập 2 nha. Anh em muốn chạy nhà xe nào nữa anh em cứ để lại bình luận đi, mình sẽ cố gắng rẽ skin mà mình theo yêu cầu của anh em. Phải nói là lâu lắm thì mới chơi lại cái ít chạy ETS2 anh em ạ. Nếu mà anh em thích mà chạy ETS2 nhiều thì anh em cứ để lại bình luận đi, mình sẽ chạy ETS2 nhiều theo cái yêu cầu của anh em nha. Ok, chỗ này mình cua hơi lỗi rồi. Này cua hơi lỗi rồi anh em ạ. Đúng lý là mình sẽ phải lấy cái đuôi lại hơi xa một tí xíu. Đấy, mình lấy cái đuôi lại hơi xa một tí xíu thì mình mới cua chỗ này gọn được. Rồi mình nghĩ như này là nó da ngon lành. Rồi. Ok đấy nè. Hôm bữa mình đi vô bằng cái lối nào vậy ta? Hôm bữa mình đi vô bằng cái lối nào vậy ta? À kia. Rồi ok, mình sẽ lui xe lại qua luôn cái chỗ kia luôn anh em nha. Mình lui xe lại qua luôn cái chỗ này luôn anh em nha. Lui lại qua cái chỗ này luôn. Không biết được hay không đây nè. Mình sẽ phải cố gắng mình lấy cái đuôi mình ở đây tí xíu. Rồi. Ok đó nè. Rồi mình trả hết lái luôn nè. Hết lái là không đụng gốc cây được anh em ạ. Rồi quay lại lái rồi lên luôn. Ha, mở tí nhạc lên. Rồi lên đường thôi anh em ạ. Ok, mình hạ cái gương xuống xíu đi anh em ạ. Rồi cho nó mát mát. Rồi mình lên đường tiếp nha. Nay chúng ta sẽ về Cần Thơ. Rồi chớp xi nhan bên phải, đưa xe ra. Trước khi đưa xe thì anh em phải quan sát kỹ ở phía bên tay trái của mình, coi có xe không. Rồi ok, không xe rồi đấy anh em ạ. Rồi mình lên xuống 2 rồi. Rồi đây là cầu chợ bò gì đấy mà thầy biết không. Rồi xăng thì vẫn còn anh em nha, xăng mình cũng còn khá là nhiều cho nên là mình cũng không chơi xăng anh em ạ. Xăng còn rất là nhiều luôn. Nói chung con xe này thì anh em đổ xăng một lần anh em có thể đi luôn ra tới ở ngoài Đà Nẵng luôn. Ok. Rồi, chỗ này kẹt xe rồi. Mỹ Tho. Mình sẽ quẹo về cầu Mỹ Thuận. Rồi anh em cứ từ từ quẹo ha, khúc này mình cứ từ từ quẹo thôi anh em ạ. Mình cũng không phải giỏi vàng cái kiểu gì ở khúc này đâu anh em ạ. Rồi anh em có thể coi phía sau đuôi của mình nè,
con Âu Đì à, phía sau đây nè mà đó, mở cầm không mở cầm lui em thấy con Âu Đì nằm phía sau thấy không đó. Phía trước mình là cái con xe ấy nè mà có vẻ là phía trước có tai nạn đấy, con đầu kéo nó qua gặp con xe khách lên em thấy không, cho nên là nó bị kẹt một đường luôn. Rồi đi đường này đây mà. Rồi con Phương Trang, hồi nãy là con Phương Trang. Phương Trang nó bị đầu kéo cắn đường cho nên là nó bị ngang. Rồi đa phần là anh em quẹo rất là nhiều. Chắc là đi về Mỹ Thuận luôn. Rồi đó, cũng là con cũng là cái con xe đầu kéo đó nữa. Con đầu kéo này có thể phải chạy cái kiểu hơi non tay đây nè mà. Ê, 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 ê. Rồi rồi rồi, con đầu kéo nó lui rồi. Ôi 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 ôi. Ôi. Đầu kéo nó chở cái gì vậy ta? Rồi rồi rồi, bên đây anh em phải quan sát kỹ đường bên đây nha. Anh em quan sát đây có xe không nha. Ok, có xe thì mình sẽ lấy đầu từ qua. Rồi đúng làn đường thì anh em cứ đập la ga lên một tí xíu, lên số 3. Rồi, để mình chạy lên kia coi con đầu kéo nó chở cái gì mà nãy giờ nó dính hai con xe khách rồi. Ok, con đầu kéo nó chở cái gì ta? Bò. Đầu kéo chở bò anh em ơi. Bò heo gì đó. Heo hay bò gì đó em ơi. Bò hay heo gì đó, con đầu kéo này chở bò hay heo gì đó. Nó dài lắm anh em nha, dài lắm. Đây là cái thùng mà thú nuôi nè, cái thùng chở thịt nuôi nè. Rất là dài luôn, con này dài cực kỳ luôn ấy. Chắc dài hơn con xe khách luôn chứ không phải là vừa đâu nè mà. Đây là cầu Long Định. Ôi ôi nó xin đường. Anh em thấy nó xin đường mà ẩu ghê không? Nó lên nó vừa qua mặt của mình là nó xin đường liền luôn ấy. Bởi cái hàng gì nó bị hung hai con hồi nãy là đúng. Rồi mình bóp kèn mình báo hiệu nó đừng có qua. Nó chở bò heo đấy nè mà, nó chở bò heo gì đấy. Nè anh em nhìn nha. Trời ơi, mình đâu có dài bằng nó nữa đâu, mình đâu có dài bằng nó được. Rồi ok. Rồi anh em chạy mấy cái đường này anh em để ý mấy cái bác chạy xe máy nha. Mấy bác này là đường khá là ẩu đây nè. Mấy bác chở tả búp bi rết cũng khá là ẩu đây nè. Ok, khúc này là quẹo bên tay phải rồi anh em nha. Quẹo tay trái chứ cũng làm. Rồi đèn xanh luôn, đạp số 1 đi luôn, khỏi mình khỏi dừng nữa, đạp số 1 đi. À phải dừng thôi. Coi phía sau mình coi. Phía sau có con công đang lên em ạ. Phía sau có con công đang lên nè. Đó, con công đang lên. Rồi đi theo xe xanh qua luôn nè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, chạy xe kìa trời. Quá trời của đất. Đi theo con xe hồi nãy là qua rồi đấy. Giờ đèn đỏ rồi đâu có qua được anh em ạ. Hồi nãy đi theo con xe hồi nãy là ngon rồi. Chịu luôn. Rồi đi nè anh em ạ. Rồi ôi đông quá ta, cái đường này đông dữ ta. Xăng vẫn còn hơn nửa bình luôn cho nên là cũng sợ là xăng hết anh em ạ. Tại xăng mình còn nhiều, mình cũng sợ là xăng hết được. Ba chị em gái chạy trên một chiếc xe máy và không bao giờ đội nón bảo hiểm. Thank you.
Nè đúng không? Nè, đâu đâu có bảo hiểm đâu. Ba cô gái luôn đấy. Con gái giờ chạy xe vậy luôn á. Anh em thấy xe khách vẫn chạy gần gần như đâu chứ thực ra còn rất là xa anh em nha. Thậm chí vẫn đạp lên tới như vậy luôn này. Mà vẫn không đụng anh em nha. Còn rất là xa luôn đấy anh em thấy thôi chứ còn cả một đoạn xa lắm. Đây muốn cho anh em coi nha. À, đây, anh thấy không? Còn một đoạn rất là xa. Không thể nào đụng được. Đấy, miễn sao anh em đừng có khúc cái lưng của họ đây, đừng có khúc lưng của họ. Còn thấy lưng là còn được, đừng khúc cái lưng. À, cầu Bình Phú. Mình bóp kèn không nhường đường luôn anh em ạ. Khúc này là lại quẹo bên phía tay trái đây nè mình. Đó, anh em đừng có để cho chiếc xe mình khuất cái lưng nha, khuất cái lưng là anh em hung liền. Đấy, vẫn giữ một khoảng cách đó là ok, khuất cái lưng là anh em hung liền. Đây là anh em ấy nha, ở phía sau cái là vẫn là con công. Đó, vẫn là con công. Rồi, lên số 1, đạp đi luôn. Kẹp đèn đỏ không đây à, kẹp đèn xanh không mà, chắc là kẹp vào đó mà. Rồi, mình qua luôn nha, kẹp rồi thì qua luôn. Rồi ổn định rồi em ạ. Cái bên kia là đúng ý là em chạy là em cán có luôn cũng được ha. Cảm ơn phí rồi em ạ. Ok cảm ơn phí này nó mình cho nó qua luôn, mình qua luôn được, không có cảm phí luôn. Ok bây giờ mình tranh thủ mình qua mặt ba cô gái này, chứ thôi ba cô gái mở đường này đi phía trước mình nữa là không qua được luôn. Rồi né luôn anh em ơi. Né luôn nè, né luôn nè, né luôn nè. Vinh Vinh Phát né luôn thôi. Ê, mất ta. Trời ơi. Chạy xe kìa trời. Quá cầu đất, chạy kiểu này là tôi không né được anh em nha. Chạy kiểu này là không bao giờ đạp ga nổi. Đang chạy trên đường mà phải bắt đạp thắng dội vậy là không cách nào mà đạp mà mình xây sở được anh em ạ. Cũng tại nữa. Cũng tại cái con kia, cái con xe hồi nãy phía trước á, nó lăn đờ, nó bỏ đổi lên nhanh quá nên cái con kia nó cũng mới thắng lại, là mình cũng không thắng nổi, không thắng kịp. Rồi bây giờ xuống đây lại gặp mấy cái bác này nữa rồi anh em ạ. Mình sẽ coi bên đây có xe không, không có xe mình đổi lên thôi chứ tội dạ gì mình phải đi theo mấy bác này hoài. Đổi lên lên máy, đổi lên đổi đề số mình lên máy này mà đổi lên mình để mình lên máy rồi. À thì ra chỗ này là một chiều rồi. Rồi ok, để coi cái này cầu gì đây. Đây là cầu An Cũ. Cầu An Cũ anh em ạ. Đây còn gọi là cầu An Cu. Ok, khuất lưng là anh em đập ga liền. Khuất lưng đập ga liền. Khuất cái lưng là đập không đập ga là nó hung người ta. Đấy, anh em đã chạy xe khách anh em nhớ cho mình câu đồng chú là anh em chạy lên đường khuất lưng là đập ga đối với xe máy nha. Còn xe ô tô thì anh em cứ khuất hai cái bánh sau anh em đập thắng liền. Khuất cái bánh sau đập thắng liền, nó lộn đập thắng anh em nha. Đó, ô tô là khuất hai bánh sau đập thắng. Còn xe khách đó thì anh em cứ chạy làm sao canh cái khung xe của mình ở giữa xe của người ta là anh em đập thắng là vừa. Là anh em không bao giờ bị tai nạn ở giữa đường luôn. Đó nè, khuất hai bánh sau là không? Đó, khuất hai bánh sau anh em đập thắng nha, khuất hai bánh sau đập thắng. Để mình giữ khoảng cách an toàn một xíu đây mà đừng có cố gắng chạy lên làm gì, cuốn hai bánh sau rồi thì mình đập thắng thôi, mình không cần phải cái kiểu đó nó rất là nguy hiểm nha anh em. Đó là cái phương pháp lái xe an toàn khi anh em chơi game ETS 2 anh em nha. Thì thậm chí ở ngoài đời anh em lái xe thì cũng vậy thôi, cuốn cái lưng cuốn cái bánh sau của người ta anh em đập thắng cho nó an toàn. Ai nói mình chạy xe yếu yếu thì mình cứ chấp nhận anh em, chứ là cuốn bánh sau mình đạp xe là mình thắng là ok ha. Ok, đây nó có cái trạm dừng chân Minh Phát. Đúng không? Ok, mình sẽ vào trạm dừng chân Minh Phát cho anh em coi nha. Ok, mình sẽ đưa xe vào trạm dừng chân Minh Phát. Để cho anh em coi thử cái trạm dừng chân này nha. Mình sẽ vào một review lẻ thôi. Là review lẻ cái mình đi thôi chứ mình cũng không ở trong trạm dừng chân này lâu anh em ạ. Tại vì trạm dừng chân này cơ bản thì
nó lớn ở ngoài thôi, nó ngoài đời nó mới vui thôi, chứ trong game này cơ bản thì nó cũng không có cái gì đặc sắc đâu em ạ. Nó cũng chỉ là cái trạm dừng chân là nó bình thường như những trạm dừng chân khác thôi. Rồi mình lên thêm tí xíu nữa. Rồi ok, tạm thời mình sẽ trở về con số 0 luôn ha. Rồi mình xịt top, mình mở cửa đi cho nó giống bên ngoài xíu. Rồi bây giờ mình sẽ xuống xe, mình sẽ bay căm không cho lẹ. Đây anh em nhìn đây, đây là trạm dừng chân Minh Phát nè, trạm dừng chân Minh Phát. Ở ngoài đời thì rất là đông người anh em nha, người đi rất là đông. Còn ở trong game này là Phạm Thạch nó sợ là cho người vô nó sẽ bị lắc, cho nên là nó hạn chế bớt người rồi. Chứ ở ngoài đời là chỗ này là rất là đông người đây nè. Đó, đây nó là một cái dặm chân khá là lớn. Hầu như là xe nào đi về Cần Thơ là cũng ghé chỗ này để mà cho người ta ăn uống nghỉ ngơi này mà. Đó, có đầy đủ loại xe luôn anh em thấy không, đầy đủ loại xe luôn. Xe trung chuyển có nè, xe trung chuyển có nè, xe khách giáp dịp có nè ha. Đó, xe Tuấn Hưng rồi các kiểu nè, xe đi Hyundai County có nè. Đó, anh em thấy không, rất là nhiều. Đây là một trạm chân khá là lớn. Đấy, một cái mảnh đất như vậy mà nó xây được cái trạm chân là cũng khá là lớn rồi anh em ạ. Đây, một mình nó mà nó chiếm nguyên khu luôn anh em thấy không, một mình nó mà nguyên khu luôn nè. Đó, bên đây cũng có một cái Minh Phát nhỏ nè anh em ạ. Bên đây có cái Minh Phát nhỏ nha. Đó, Minh Phát. Đó, phía sau này chắc là đang mở thêm restaurant nhà hàng đây nè mà chưa có được khai trương. Đó, một lần nữa cho em coi nha, trạm dừng chân Minh Phát khá lớn luôn. Đó, anh em nhìn nha, vẫn 300 lên tới đây rồi đó, vẫn 3 lay cam lên tới cho em coi rồi đó. Mà em thấy nè, cái đường nhỏ xíu mà trạm chân bự vậy là em biết là nó to cỡ nào rồi ha. Rồi ok, mình chỉ ngừng xem review sơ sơ vậy thôi, chứ thật sự trạm chân thì cũng chả có cái gì review nữa mà. Đi, rồi đi thôi, mình bật cam lùi mình đi thôi anh em nha. Nó thẳng ra là cái trạm chân như trong game thì nó đâu thế giống ngoài đời được, cho nên là anh em mình chỉ review sơ sơ cho nên biết nó là cái giống như vậy thôi, chứ nó thật sự em muốn giống ngoài đời rất là khó, làm sao giống ngoài đời được. Con game này nó cũng chỉ là mang tính chất là minh họa nó chứ. Rồi bây giờ mình đi ra lại. Rồi, anh em nhớ anh ra lại đi, cứ chớp đèn xi nhan cho mình và anh em coi thử phía sau mình có xe không. Không có xe thì anh em đổi lan luôn. Rồi đổi lan luôn, đi luôn. Đấy, dù gì mà về tới đây rồi thì anh em chạy cái làn bên đây vẫn là ok nhất. Cái làn bên trong rất là nhiều xe, thường là như vậy. Rồi, chúng ta còn 44 dặm nữa là về tới Cần Thơ đây mà. 44 dặm nữa, 44 dặm nữa giờ về tới Cần Thơ đây mà. Hiện tại là bây giờ là 17 giờ 14 phút trong game nha. Trong game chứ mình không nói bây giờ nha, 17 giờ 14 phút. Có cây xăng đấy nhưng mà mình nghĩ là xăng cũng đủ, mình không cần ghé. Mình nghĩ là xăng đủ rồi, không cần ghé. Đây là cầu Rạch Chiếc. Đấy em thấy không, phía trong lan rất là nhiều xe, nên là mình chọn cái phía bên ngoài mình chạy rất là ok và thoải mái này mà. Đấy, khúc này mình cứ đạp ga đi luôn ha, đạp ga đi luôn, mình không cần phải dừng lại. Để mình có cái cơ hội là mình đạp ga mình đi luôn, mình không dừng lại luôn em ạ. Rồi ok, bên đây là cầu An Thủ. Ok, có cái bác tôi yêu Việt Nam chạy phía này khá là nguy hiểm. À, mình nghĩ là phút này là mình sẽ kêu bác này nhường đường cho mình chứ không nhường đường à. Đấy, phải nhường đường chứ anh em ạ, xe khách mà đừng có cương làm gì. Xe khách nó to lắm anh em ạ, anh em chạy ngoài đường nếu mà xe khách có kè thì em có làm ơn nhường đường cho mình nha. Đừng cố gắng tranh đua những chiếc xe lớn làm gì. Rồi, đường cái này khá là vắng anh em ạ, đường rất rộng mà khá vắng luôn. Chúng ta sẽ bắn lại về bến xe Cần Thơ. Chúng ta còn cầu Mỹ Thuận chưa qua và cầu Cần Thơ chưa qua nữa nè mà. Còn thêm cái cầu rất là lớn mà chưa có đặc trưng đến luôn anh em ạ. Ở phía bên đây là mấy cái chỗ như bán cua biển rồi đó, cua biển Cần Thơ đó. Trước mắt chúng ta là cầu Mỹ Thuận rồi anh em nha. Trước mắt em ra là cầu Mỹ Thuận rồi. Rồi, đây trước mắt em ra là cầu Mỹ Thuận đây, cầu Mỹ Thuận 2 đang xây. Cầu Mỹ Thuận 1 đã hoàn thành rồi, cầu Mỹ Thuận 2 đang xây. Đấy, bên đây là bán dưa hấu rồi, cua biển rồi, kiểu đây đúng không? Đây, đây là cầu Mỹ Thuận, à, cầu Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2 đang xây bên kia kìa. Đây, chúng ta đã đặt chân lên cầu Mỹ Thuận ở đây rồi. Cầu này khá là rộng luôn, cầu khá là rộng và to luôn em. Bắt qua con sông Thậu hay sông Tiền gì đấy. Đấy, có máy bay luôn kìa, máy bay trực thăng luôn. Để qua khỏi cái cầu đi, mình sẽ dừng xe lại, mình review cho anh em coi. Thật sự thì cầu khá là lớn nha, bắt qua dòng sông to, ơi là to luôn mà sông lớn được. Đấy, mình sẽ tấp xe vào, mình sẽ review cho anh em coi cái cầu nha. Chứ mình đậu xe đây, nó sẽ cùng tắc giao thông ha. Đấy, đấy.
Đấy không? Phút bánh xe lớn, phút bánh xe nhỏ là mình ấy liền. Rồi bây giờ là không có xe, mình đổi làng luôn. Đổi làng luôn. Rồi ở đây nó có một cái làng đi Ok, mình sẽ đậu xe ở đây luôn anh em ạ. Mình sẽ đậu xe ở phía bên đây ha, mình đậu dán đậu sát ở đây xíu. Đậu sát quá nó bị cứa rồi. Ok, mình đậu sát ở đây xíu nha. Rồi mấy cái xe phía sau tạm thời néo đi, chứ xe ta đậu rồi. Mình sẽ coi, mình sẽ review cầu Mỹ Thuận cho em coi. Đây cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận 2 đang xây đấy nha. Cầu Mỹ Thuận 2 đang xây. Đây nó đang xây được một cái nhịp đi lên rồi đây nè. Cầu Mỹ Thuận 2 đang xây một cái nhịp đi lên. Một cái giải nối, một cái trụ, một cái trụ nè. Hai trụ nè, nó xây được hai trụ rồi anh em ạ. Đó, hai trụ nha. Và đây cũng có một cái nhịp đi lên rồi, có nghĩa là được hai nhịp đi lên và có hai cái trụ. Đó. Rồi, còn ở trên đây á là cái cầu Mỹ Thuận đã hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 1. Anh em có thể nhìn thấy, đây, cầu Mỹ Thuận 1. Đây nha, dòng xe nó chạy nó nhỏ xíu luôn, xe mà nó nhỏ xíu anh em thấy không? Đó, cái cầu bắc qua sông Tiền, sông Hậu gì mà quá to luôn anh em ạ. Đây. Cái cầu này thì nó có làm anh em có thể nhìn nè, đây nó có hai cái trụ luôn, nó cũng giống như là cầu Mỹ Thuận hai đang xây luôn, có hai cái trụ luôn. Và dây cáp thì không biết là bao nhiêu dây, đây anh em đếm thử nha, đếm thử coi nó bao nhiêu dây này, cũng khá là nhiều ấy. Đếm thử nha, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ha 18 sợi dây cáp, mà 18 anh em vẫn để vẫn tính này, mình không có giỏi toán. Đây là 18 nè, 18 mà nó có hai bên, là một bên là 18, một bên là 36 ha, tức là 36 rồi bên kia cũng 36, bên kia 36 nữa là nhân 4, nó ra 144. Thấy không, cộng 144 dây nè, mà 144 sợi dây cáp ha. Bên đây 36, bên kia 36, 36 là nhân 4 là 144 sợi dây cáp nè mà. Hai trụ 144 sợi dây cáp. Đây có con xà lan nè. Ủa con xà lan nó đang chạy hả ta? Con xà lan, con phà đang chạy hả ta? Ồ con phà đang chạy nè mà. Mới đầu mình tưởng là con phà này không chạy được, mới đầu mình tưởng là con phà này nó không chạy được nè mà. Nhưng mà con phà đang chạy này. Anh nó đang chạy, nó đang cặp bến này, để mình coi thử nó cặp bến nó đi đâu nè mà. Để mình coi thử con phà này. Ơ nó chạy đến đây rồi, nó quay đầu nó đi đường lại, chạy đến đây quay đầu đi ngược lại. Ờ hai đi chứ, chạy đến đó nó quay đầu đi ngược lại này mà, chứ nó không mấy nha. Anh em đi cao lên xíu nữa thì anh em sẽ được chiếc máy bay trực thăng. Đâu rồi ta, thì ra con phà đó nó chạy được anh em ạ. Mấy lần trước muốn đi muốn tưởng không làm mới được, máy bay trực thăng nó mất tiêu rồi. Đây nữa không, anh em đi cao lên xíu em này, chứ máy bay trực thăng cũng vậy đấy mà, nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại vậy đó. Đó nó không, nó chạy qua chạy lại vậy đó mà. Thì cái đó là Phạm Thạch làm để cho nó có một cái gọi là cái đặc điểm nó đẹp hơn thôi nên mà, chứ nó cũng không có gì. Rồi ok, nãy giờ đậu hơi lâu rồi, mình đi tiếp nha. 144 giây anh em lên, anh em sợ thử cầu Mỹ Thuận coi phải là 144 giây không, với hai trụ hai cột 144 giây anh em thử sợ phải không. Mình đếm cho anh em coi luôn hồi nãy rồi đó, 36 giây mỗi bên anh em nha, 144 giây tổng cộng. Rồi ok, nó còn khoảng chừng tầm 29 dặm nữa, chúng ta đã qua khỏi này tới thành phố Vĩnh Long rồi này. Qua khỏi cầu Mỹ Thuận là tới Vĩnh Long ngay lập tức luôn, Vĩnh Long xong qua cầu Cần Thơ là chúng ta tới Cần Thơ. Rồi ok. Nãy giờ thì vẫn cũng dừng chân, vẫn review cho anh em khá nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng về bến xe Cần Thơ luôn anh em nha. Thật sự là 29 cây thì đối với xe khách thì nó chạy rất là lẹ thôi, cũng lâu đâu anh em ạ. Đây, khúc này là chúng ta rẽ bên tay phải rồi. Rồi ok. Một cái cua phải nói là mình tưởng là mình lật xe luôn anh em ạ, nhưng mà thật ra là mình không lật xe anh em ạ. Rồi mình lên số 6 nên mình bắn cho lẹ luôn anh em nha. 6 bắn lẹ luôn. Mấy cái đường như thế này thì thật sự là nó ít xe rồi, không xe nhiều nữa, nên cứ thoải mái nó bắn thôi, không phải sợ cái kỹ khô gì nữa. Rồi đây là cầu Nhỏ Kho. Rồi
Rồi chúng ta tiếp tục cái này mình bỏ xi nhan cũng được, mà anh em thích xi nhan thì mình vẫn xi nhan được nha. Thì theo cái quy luật anh em quẹo em cái xi nhan còn ổn đấy, cũng qua được bình thường. Ok, em thấy là xe chạy khá là mượt mà chỉnh chu, vấn đề gì chỗ này nó hơi đông xe rồi anh mà, tại vì đang gần tới trạm thu phí rồi anh mà. Cái trạm thu phí phía trước thì bạn đó, ok, rất là tuyệt vời luôn, good luôn, cho một like luôn đấy anh mà. Chạy xe thì anh em phải thông minh như vậy, anh em sẽ phải nhường đường cho mấy con xe khách để nó không có bị cạnh tranh rồi với anh em. Rồi con phía trước này là khó nhường đường đây mà, con phía trước này là con Range Rover. Con này là khó là nhường đường đấy, tại vì phía bên trong nó cũng đầy xe rồi, cho nên là mình cũng không có bắt là bạn đó phải nhường đường cho mình. Ôi rồi ôi, ba chiếc chụm lại là một. Ba chiếc chụm lại là một anh em ạ. Chạy xe đâm vô đích rồi. Rồi còn 21 cây nữa về tới Cần Thơ thì thật sự là 21 cây cũng không phải là quá xa đâu, mình sẽ đi hết 21 cây luôn, chứ để mình làm tập 3 nữa thì hơi mệt đấy mà. Mình dán đạp 21 cây luôn về tới Cần Thơ luôn. Hiện tại là 19 giờ trong game và ở ngoài đời là 21 giờ 55 phút, dán 10 giờ ở ngoài đời là mình về tới Cần Thơ nổi không anh em ạ. 5 phút mình sẽ đạp 5 phút ở ngoài đời thử là mình về tới Cần Thơ được không nha. Với 20 cây thì mình sẽ chạy trong vòng 5 phút coi như là thử thách. Rồi bây giờ mình số đã lên tận rồi, mình lên chân chu, mình lên số 5 luôn. Rồi sau khi qua 70 mình bắn luôn số 6 để cho nó rút gọn nha. Đây là cầu Rạch Múc. Rồi bắt đầu 70 rồi đấy mà, bắt đầu xe mới lên 70 rồi mình bắn lên số 6 luôn. Rồi bắn lên số 6 luôn em nha. Rồi bây giờ mới đạp xe số 6 lúc cán luôn. Rồi công đó làm rồi, ok rồi, lại gặp ba chị em cái không đội mũ bảo hiểm ở đây. Rồi đây là cầu cái bờ. Rồi 10 cây nữa đây mà, 13 cây nữa thôi, cầu Cần Thơ đang ở trước mặt của anh em rồi, không còn xa nữa là chúng ta đi về tới Cần Thơ rồi. Đấy cầu Cần Thơ đấy này mà, cầu Cần Thơ em thấy cái nhịp rồi đấy, em thấy cái nhịp phía trước rồi đấy. Rồi đi luôn đây, đi luôn, đạp luôn, đạp luôn, qua luôn, qua luôn, đạp luôn. Đấy cầu Cần Thơ đấy này mà, đây. Rồi con xe nó đổi làn rồi, mình cũng phải giảm tốc độ chứ rồi mình hung nó. Rồi mình sẽ lên cầu Cần Thơ đấy nha, qua khỏi cầu Cần Thơ tới bến xe Cần Thơ luôn rồi. Cầu Cần Thơ này không biết mấy nhịp ta, nhìn nó cũng khá là đẹp đấy nhưng mà không biết mấy nhịp ha. Cầu Cần Thơ bắt qua sông Tiền hay sông Tiền hay sao ấy. Cần Thơ là qua Long Xuyên tới Vĩnh Long Cần Thơ. Trong xa xa đến đâu hồ là hình như là sông Thiền, còn Mỹ Thuận là bắt qua sông Hậu, đúng rồi. Rồi ok bây giờ mình sẽ mình xin đường coi. À không được đâu, xin đường bạn đừng muốn cho được, tại bên kia cũng ok đấy anh em thấy không, văn minh lắm, lái xe văn minh. Một like cầu nó tới hai nhịp anh em nha, một nhịp qua rồi, bây giờ tiếp tục qua đi một nhịp nữa. Nhịp đầu tiên thì có vẻ là nó sẽ làm nó ấy hơn, nhịp đầu tiên nó dài hơn và nhịp thứ hai nó sẽ khá là ngắn hơn. Rồi anh em thấy ở trên map là có hiện chữ Cần Thơ đấy, chuẩn bị hiện ra chúng chào một bạn đó khám phá Cần Thơ nha. Rồi ok, rồi đây là siêu thị Cần Thơ đây, đây siêu thị Cần Thơ, Bixi Cần Thơ anh em nha. Rồi vô Bixi Cần Thơ đây, đây Bixi Cần Thơ anh em nha, đó anh em thấy không, Bixi Cần Thơ. Rồi bây giờ là cái nhịp thứ hai của cầu Cần Thơ.
Công nhận con này phục nhúng nó tốt ghê này mà. Qua mấy cái gần nó nhúng 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 nè. Đây là bến xe Cần Thơ mà. Rồi là bến xe Cần Thơ đây. Thấy không? Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ nè. Đó, rồi bây giờ mình xin đường nha. À, mình xin đường muốn quẹo từ nha. Đó, bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ muốn xin đường quẹo từ. Rồi, qua đi một cái ngay này. Rồi, bây giờ mình xin đường vô lên từ nha anh em nha. Ok, tới đây là cũng như là tới chỗ rồi. Tới đây là hết map luôn rồi mà, tới đây là hết map Việt Nam rồi. Đấy, điểm cuối cùng của map Việt Nam rồi, chưa tới Cà Mau được. Khi nào Phạm Thành làm tới Cà Mau thì mình tiếp tục review cho anh em coi. Rồi, đèn đỏ luôn rồi. Ok. Đây nó có cái đường đi vô đúng không? Mình sẽ quẹo cái đường đi vô nha. Mình muốn quẹo cái đường đi vô. Đúng lý quẹo đường này là nó đã sai rồi đấy mà. Mình phải quẹo đằng kia kìa, nhưng mà thôi kệ đi. Bây giờ mình lỡ chạy tới đây rồi thì mình sẽ quẹo đi cái hướng mà mình vô luôn. Đấy, đúng lý quẹo cái đường này là chỉ dành cho xe người ta ấy thôi này mà. À mà cũng đâu có sai đây, cái hướng đúng của mình mà, cái hướng kia mới là hướng ra. À nó đi kìa, nó đi là cấm đi ngược chiều đúng không? Rồi là mình đi sai rồi đây mà. Nhưng mà nó kệ không sao. Tại vì mình cũng về tới đây rồi, mình cũng xe khách mà mình cũng vô bến xe chứ mình có làm gì đâu. Đấy, rồi ok. Cái ngõ vô nằm phía bên kia anh em nha. Cái này là hướng ra, cái ngõ vô nằm phía bên kia. Ở giữa cái chỗ bến xe Cần Thơ nó lại có một cái cây xăng ở đây. Thì xe nào hết xăng ra đây đổ đi luôn, giống như kiểu bến xe chợ lớn mình vậy đó. Đó, đây, anh em có thể nhìn kỹ nha, bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ đây. Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ, đây là cổng vô rồi đúng không ạ? Rồi, mình sẽ lựa một cái mình vô nha. Rồi, cái nào cũng được vô đại đi. Rồi, anh em cứ này là mình lấy đầu vô hơi lố rồi. Đúng lý là anh em phải nãy anh em phải theo dõi cái xe tí xíu. Khi mà chiếc xe mà nó vừa đủ á, anh em múc lái vô là dính ngay luôn. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ đạp thắng mình lui lại. Rồi. Hello, mở cửa bác ơi. Xe giờ tới rồi, mở cửa bác ơi. Đó. Chuẩn bài luôn. Rồi. Rồi, bà con nào có người thân ở Cần Thơ gọi điện thoại ra đó là vừa nha. Ok. Mình đậu bến trên đi nào, bến dưới là dành cho xe khách. Bến dưới xe khách nha. À, bến dưới là cho xe tải nha, đậu bến trên. Nghe là vô nhà chờ luôn ta hay vô nhà chứa luôn ta? Nhà chứa là của Phương Trang. Thôi mình đậu kế bên con này được rồi. Đang có vài con à, đây. Rồi. Rồi, đẹp luôn. Rồi, mình thắng lại. Mở cửa lên cho bà con lấy đồ. Đấy. Rồi ok đấy mấy. Vậy là hành trình cuối cùng đi về bến xe Cần Thơ tới đây là hết nha. Anh em thấy video hay thì xin một like, một đăng ký kênh, nhớ click vô chuông để nhận thông báo nhất khi mình ra video tiếp theo. Anh em muốn làm về con xe nữa thì anh em cứ để lại bình luận nha. Mình sẽ giấy skin rồi mình chạy trên tuyến đường ETS2 cho anh em coi. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Bye bye.